hoạt động cùng một team, Mèo Simmy, Trương Thị Trúc Đào và Cai Son, Nguyễn Quốc từ anti fan biến thành người yêu. Chuyện tình cảm của cặp đôi Sở Chim Mơ được công bố vào khoảng tháng 6 năm 2021 và đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Mèo Simmy sống và làm việc tại Huế, Cai Son thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì Covid-19, sau 7 tháng xa cách, cặp đôi mới được gặp lại. Nam Sở Chim Mơ 18 tuổi đã hào phóng tặng cho bạn gái chiếc iPhone 13 Pro Max siêu xịn sò khiến dân tình lác mắt. Được biết, Mèo Simmy và Cai Son bắt đầu hẹn hò từ năm 2017, nhưng cho tới tận giữa năm 2021 mới công khai với người hâm mộ. Thậm chí cả hai còn cho ra mắt một MV ca nhạc siêu tình cảm để nói về chuyện yêu đương của mình. Chia sẻ với trong chương trình một lần, kể hết, Mèo Simmy hài hước nói về Cai Son, hài hước, khùng, điên, nhưng là một người rất tình cảm và quan tâm tới mọi người. Trong thời gian xa cách, Simmy và Cai Son vẫn gặp nhau mỗi ngày thông qua những ứng dụng video call trên mạng xã hội. Ngoài trò chuyện, Simmy và Cai Son cũng thường gửi cho nhau những hình ảnh meme hài hước của cả hai trước khi đi ngủ. Về phía Cai Son, anh chàng đã có màn lột xác khi giảm cân, từ một chàng trai mũm mĩm trở thành một chàng Sở Chim Mơ xoái ca. Hiện tình yêu của cặp đôi vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.